Vâng, em xin chào tất cả các bác nhá. Tiếp tục là hôm nay em đang có cơ hội là đi tận trên rừng để quay. Thì hôm nay cũng vẫn là một mình em thôi, leo lên từ nhà em lên đây mất 45 cây các bác nhá. 45 km để mà em đi đây cái tải em đấy ạ. Em vẫn đi xem cái cây giống của em nó đã đạt chưa. Thì tiện đây em cũng giới thiệu cho các bác biết là tại sao em phải là làm em vẫn phải chậm cây giống. Các bác cứ xem cái video này các bác đỡ sốt ruột nhé. Tại sao em phải chậm mấy cái cây giống mà các bác cứ bảo có chưa thì là em cũng xin trả lời là em vẫn khi nào có thì em sẽ báo video. Còn video này em chia sẻ cho các bác này, trên rừng có bao nhiêu giống lá giang này các bác này. Thì đây là cái loại lá mà theo em gọi là lá trung bình. Đây các bác nhìn thấy không? Đó, có rất nhiều bác bảo nơi lá giang của các bác ở nơi khác ấy, em cũng sợ là nó như này. Nếu mà cứ như này ấy, thì là cũng không ổn các bạn. Cứ 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 như giống này thì cũng chỉ là bỏ đi thôi, chứ còn phá còn không kịp đây. Thì bây giờ em sẽ tiến hành em lên quay gần gần cho các bác nhé. Tí nữa em sẽ so sánh cho các bác là ba loại lá giang mà lá em đang chọn là như nào. Đây, lá này là lá gọi là lá nhỏ các bạn, giống lá nhỏ nhá, nó vẫn dài. Nó vẫn đạt khoảng 3-40. Đây, lá như này thì nó được khoảng 6-7 phân thôi các bác. Thậm chí có lá nó to hơn, nó đẹp hơn, nó được 8 phân. Đó, như này thì nói thật ra lấy lá luộc là khoảng 7 phân người ta vẫn lấy rồi. Đây, như này là lấy rồi. Đó, lá như này, các bác, ui, như này, như cành này là hơi ngắn nhỉ, lá hơi ngắn. Đây, cứ gọi là lấy lá này đi. Lá này là lá to của cây. Đó, như lá này nó được khoảng rộng khoảng 7-8 phân và dài khoảng 35 đến 38 phân. Lá này vẫn lấy lá luộc được các bác nhé. Nó chỉ là 10.000 1 kg. Và những cái lá nhỏ của nó là không thể lấy được luôn. Đây, vẫn là một cái cây mà đang hiện trạng là ra hoa và chết cây. Thì thân của nó cũng nhỏ nhỏ hơn chút. Vẫn là một dòng cây giang các bác nhé. Đó, các bác thấy không? Để em lấy cái lá, một cái lá từ cái thân này để em so sánh. Vẫn trên một quả đồi các bác. Nó vẫn trên cùng một quả đồi. Đây là lá to của cái cây. Đó, còn lá nó này, nó còn có những lá nhỏ hơn đây. Vẫn là lá giang các bác nhé. Đây, cầm hai cái lá này để đi sang cũng một quả đồi này và một cây giang này. Thì là tại sao em phải đi chọn cây giống là như thế. Bây giờ giống thị trường em xin lỗi những anh em làm cây giống có tâm thì em không nói nhé. Những bác mà làm không có tâm ấy, anh em ạ. À, các bác ạ, thì những anh em mà làm không có tâm ấy thì em nói số lượng nó ít thôi, nó không ảnh hưởng nó không là nhiều nhưng mà nó vẫn ảnh hưởng phần nào những anh em làm giống có tâm. Còn những anh em làm giống có tâm ấy nhờ phải phải nhặt đúng cái lá to để làm giống. Còn như em thì em cũng chưa cấp giống cho anh em được nhiều nhưng mà đại thể là em cũng thấy rất nhiều bác làm giống thì cũng rất là tốt luôn. Thì các bác cũng phải xem lựa chừng mà chọn cây giống, bởi vì vùng cây giống nhá, nó trên một quả đồi như này đó các bác nhá. Thì đây bây giờ này, như cây trên kia là được này, cây trên cùng kia bây giờ lá nó héo hết rồi. Cây trên cùng kia là nhỉnh hơn cây này nhưng mà nó cũng rụng hết lá, nhìn lá nó nhỉnh hơn, cũng cùng một mảnh đất thôi đó các bác. Giờ em sẽ đi vòng vòng ở đây các bác theo. Đây còn cái loại bé tí tí đây, có cái loại này nữa đó. Đó, bé tí không các bác, loại cũng là cây giang mà các bác, có phải là cây gì đâu. Trên đồi này là đồi rừng lá giang thì là em cũng chia sẻ các bác là nhiều rồi. Lá giang nó có nhiều loại lá giang, nó có theo em được biết thì là được có ba loại em được biết. Còn thực tế là một loại mà nó xếp vào dạng trung bình, một loại là một loại nhỏ không thể lấy được. Một loại trung bình thì cây nó có thể lấy được khoảng vài chục, ví dụ là 100 lá thì nó có thể lấy được khoảng 5-70 lá. Đấy là loại trung bình. Còn loại nhỏ là không thể lấy được. Còn cái loại to mà chọn lọc nó có giống thì có thể lấy được khoảng 80 đến 90% hoặc 100%. Không biết có cái lông con chim gì. Video này có khả năng rất dài dài. Nhưng mà các bác mà lỡ các bác mà bớt chút thời gian để mà tìm hiểu thì bớt chút thời gian để lắng nghe em. Bởi vì là nếu mà tua đi một đoạn em nói nhiều đúng không ạ? Tua đi một đoạn thì có thể là trong 5 giây đó hoặc là 10 giây đó em đã nói mất bao nhiêu câu cài. Tràn lan quá thì bây giờ em cũng từ đây em tạm dừng. Em đến cây rồi em quay nhé các bác nhé. Đó, đi một hồi nó vẫn ở quanh quanh đây nhưng mà chỗ đoạn này trâu bò ấy các bác. Nhìn này, chỗ khu vực này châu bò người ta chăn thả ấy, nên là đường đi đường toàn thành đường mòn, có cái lá nào ở thấp là nó cũng ăn rồi. Đây như lá dưới này, lá trung bình vẫn lấy được nhá, lá dưới này vẫn lấy được nhá. Đây các bác, cây bên dưới này là thuộc dòng lá trung bình này các bác. À, đây nhá các bác nhá, các bác thấy không, lá lên cao nên là cái thời điểm này ở trên ngọn này người ta dân người ta đi hái hết rồi các bác.
Đó, đấy là những lá đây, lá này gọi là xếp vào lá, gọi là đây để em đây. Đây, các bác nhìn thấy vết hái của người dân không? Đây ạ. Đây vẫn còn cái lá non người ta không hái, để em so sánh luôn. Một cái lá. Đây, cái lá dòng trung bình này, ít nhất cũng phải dòng này từ 8 đến 10 phân. Đây, dòng này dòng trung bình. Đây. So với cái lá to nhất của cái lá ban đầu em quay đây. Đó các bác. Đó, nếu mà nhìn vậy thôi. Nó bé. Cái này 10 thì cái này chỉ 8 thôi các bác. Đây, cái này. Chiều dài thì nó chỉ tầm ba mấy 38 đấy là lấy được, nhưng mà cái này nó cũng đuối hơn mất khoảng 5 7 phân rồi. Đấy là lá này lá non. Các bác thấy không? Một cái lá, đây là lá dòng trung bình. Em không biết là đi kiếm đâu được cái cây lá to ở ngay đây để các bác không tốn thời gian. Và cây giống này các bác này. Cây giống ở đây này thì là những cái cây mà nó rụng rớt xuống này thì là trâu bò đấy là nó hay ăn ấy. Ở cái tầng thấp này trâu ăn, còn tầng cao này là người ăn các bác. Người ăn tiền. Đó, những cây như này này vẫn hái được nhưng mà không hái được hết đâu các bác nhìn thấy không? Em quay cho các bác này. Đấy, còn những cái lá này là vẫn còn sót sót lại, đại thể là phải trồng ít nhất ở dưới hàng trung bình này đổ lên. Nên là vùng giống ấy thì sợ nhất là khi là người ta đặt cây giống nhiều thì những cái nhà vườn mà không có tâm thì người ta cứ vơ đến mà người ta ươm lên để bán giống ấy các bác thì nó rất là dở. Đây các bác lại trước mắt các bác lại một cái cái búi này giống trung bình này các bác. Người ta không lấy mấy các bạn. Đó, vẫn là cây rang mà các bác nhìn thấy không? Nhìn tưởng là ngon ăn nhưng mà cây này mà hái xuống, ví dụ cây này hái xuống được khoảng 30 cân thì hái xuống được khoảng 30 kg lá thì nó cũng rơi vào tầm khoảng hái tất nhá, được khoảng 30 kg cái bụi này thì nó xuống nó cũng chỉ là được khoảng 15 20 cân thôi, còn 10 cân là loại bỏ đi. Bỏ đi là sao? Bỏ đi là những cái lá nhỏ này. Lá nhỏ nhỏ này không thể lấy được. Đây, đây nhìn rất là đẹp nhưng cái này không lấy được. Đó, còn những cái này này, đây là lá trung bình. Đây các bác, như này. Lá trung bình nhá, đối với một dòng lá trung bình là cái này là nếu mà để chọn lọc ra thì cái này nó xếp vào hàng A, nhưng mà cây này gọi là giống trung bình. Đấy, như cây này này, có thể lấy được cái cành này, nhưng mà cái cành cành trên kia lại không lấy được. Thấy không các bác? Nó quan trọng nhất ở chỗ này, còn các bác nhìn thấy không? Đổi cây. À, cái bụi này bây giờ nếu mà lấy thì chắc vẫn được mười mấy kg là cái lá mà đạt các bạn đây, nhưng mà nó vẫn xếp vào dòng trung bình nhá, chưa có nổi nổi trội hẳn nhá. Đây như này là lấy tất này. Như này giờ chắc khoảng 10 12 nghìn đây. Nhưng mà khổ các bác phải phải biết cho em này, như này lại không lấy được. Đó, một cây nó cứ nó không được đều này. Còn đây em sẽ cho bác xem. Lá này nó rơi vào khoảng 8 9 phân và dài rồi, chiều dài đã đạt rồi. Chiều này cũng đạt rồi. Lá này nó cũng dao động khoảng 12 đến 15 nghìn tùy từng cơ sở thu mua các bạn. Nhưng mà một cây này này các bác phải để ý giúp em này. Nó không thể lấy được tất lá nên là người ta không bó lên lấy, còn những cây mà lấy được tốt người ta lại lấy. Đó, còn các bác nhìn thấy không? Tất cả những cái cây mà đều đều gần như là đã có hiện tượng khuy của cây và ra hoa. Thì dân người ta có thể tuốt đi làm giống rồi, hoặc là những người không biết ấy thì người ta cứ lấy đi làm giống. Thì người ta không cố tình đâu. Đây các bác, cây giống này có thể là nhổ như này đi, ươm đánh vào bầu, hoặc là lấy hạt đi ươm vào bầu bán cho anh em, thế là chịu luôn. Cái này cây gì nhỉ? Cây quế nhỉ? Giống giống ý cây quế nhưng không phải. Đây các bác thấy không? Đây cây giống đây nhá các bác nhá. Đây đây có phải cây giang không? Quá phải đi chứ. Đây cây giang nhá. Đây cây thân nó vẫn là to nhá, nhưng mà đây các bác, cây giống này đó các bác. Đây nhìn ai mà phân biệt nổi đúng không? Thật sự đây, cây giống này không thể phân biệt nổi luôn các bác đây. Nhưng mà các bác nhìn cây cây gọi là cây dòng của nó ấy, các bác nhìn thấy lá của bố mẹ nó. Đó, lá nó có đạt đâu. Thôi, các bác cứ theo em ra đây. Hy vọng hôm nay em lên đây chắc là không công rồi, bởi vì là mùa này đi tìm giống hơi khó các bác. Nên các bác cứ đừng xót ruột. Em đã nói rồi là em sẽ cố hướng đến một cái nguồn giống thật là đấy. Đây, cách đây năm ngoái em lên thì những cái bụi này nó ra hoa rất nhiều nhưng mà em không thể tuốt đi làm giống được các bác. Đó. Những cây giống nó rụng xuống đây nhá là tỷ lệ nảy mầm nó rất là thấp. Đó các bác nhìn không? Cây nó chết sắc sơ này. Được. Cứ vòng vòng ở đây đã. Đây các bác, cái cây này đợt trước em thấy là nó cũng xếp vào hàng lá to này các bác này. À rồi. Cây này. Cây này giờ thì đó, đợt trước những cái hạt mà
rụng 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 ở dưới này này thì em thấy nó nảy, bây giờ còn không thấy cây nào nữa rồi các bác này. Còn cây này này, cây này cũng được này các bác này. Nhưng mà đó, lá giờ chết hết rồi các bác. Nhéo hết rồi, xem cây giống còn không. Đó, xem cây giống còn không. Đây, các bác bảo cứ đợi ở tự nhiên các bác, đây. Cây giống này ạ. Đó, thôi cứ kệ mà chắc không không thể lên được đâu các bác. Đó, lâu lâu thoáng loáng thoáng nhìn bằng mắt thường ấy thì trong vẫn còn cây non lên. Các bác thấy không? Trên một cái cánh rừng cùng một dải diện tích. Đây, cây này lá trung bình này, cây này lá to này, cây này giống lá trung bình này. Đây, những cây lá nhỏ này các bác, đây những cây lá nhỏ này, lá nhỏ chết sau hơn một tí, các bác thấy không? Thấy em muốn chia sẻ cho các bác, kể cả nó có những cái cây giống lá to các bác, những cái cây giống lá to ấy mà nó đây giống lá nhỏ này, giống lá to mà nó đã, kể cả nó đã ra hoa, nó đang coi đi mà nó vẫn cứ lá, nó vẫn cứ nhỉnh hơn là cái cây lá nhỏ. Nên là hy vọng các bác à lưu ý, tại sao là phải nhiều bác có bình luận vào, em có đăng cái video lên để chia sẻ nó là thực tế, thì là chưa bán hạt giống cây giống cho các bác, nhưng mà các bác cứ xem ký xem gió rồi tìm hiểu và bình luận bên dưới thì em cũng không có ném gạch ném đá gì. Thì các bác có bảo cây rang lại rang chỗ em đầy, chỗ các bác đầy thì nó có đạt tiêu chuẩn để anh em thu mua không, để cái cơ sở gọi là sơ chế người ta có đạt nhu cầu người ta không đó. Và các bác cứ đừng cũng đừng có trách vào giá giá đắt với giá rẻ, giá có thể là 10.000, có thể 12, có thể 15, có thể 20, cũng có thể 25. Các bác không không thể bàn về cái giá với người ta được, bởi vì là giá nó có ABC đúng không ạ? Thì em cũng rất mong các bác xem được cái video của em chia sẻ cho mọi người, là biết cách tính toán về cái giá thành của khu vực là một, và nó cũng liên quan cũng cùng một loại lá A thôi chẳng hạn. Cùng một khu vực có thể người ta lăn bánh đến hàng trăm cây số để đi thu mua thu gom về, thì người ta cũng sẽ đổ vào đấy tiền dầu đi lại, thì người ta cũng có thể mua giá thấp hơn một chút, nhưng mà nó không đáng kể nhé các bác nhé. Miễn sao các bác có một cái loại giống lá nó chất lượng là được. Đến bây giờ em lên đây thì em cũng chỉ nhằm thẳng, em nói thẳng luôn, bây giờ em chỉ nhằm thẳng tiến cái chỗ mà em để em lấy lá thôi. Nhưng mà bây giờ lên đây thì các bác nhìn thấy đấy, một đồi lá rang nó trơ trụi như này, và cũng đang một mình tác nghiệp các bác nhé, một mình tác nghiệp nữa. Rồi đến chỗ này thì đây đúng chỗ này là cái cây, mà cây này lát nữa em về em cũng sẽ nhổ lấy một ít này. À đây vẫn còn cây giống này đó, cây này tí em sẽ nhổ một ít ở chỗ cây này nhé các bác nhé. Này đó các bác nhìn nào. Đấy tí em sẽ nhổ một ít ở cây này, cây này thì em cũng nhắm nhắm là cũng gọi là hàng này là tạm ổn thôi, gọi là ổn đó. Một khi đã ổn nhá là sót cây lá nào thì nó cũng đi liền đi theo cái lá đấy. Mà nói thật là cây lá to thì thân nó cũng to, gốc nó cũng to đó các bác thấy không. Em bây giờ em phải leo tít ra đằng kia nữa cơ, còn thân nó đã nhỏ thì à đây cây này được rồi. Thế thì rất là may mắn hôm nay lên thì không uổng công rồi, kiểu gì cũng lấy được cây này vài chục cây. Đây em sẽ đánh những cây này đi đấy. Em lấy cái một cái cây mà cây này nó chắc nó phải mọc từ tháng 2. Đây, một cái lá từ cái thân này em sang đọ với một cái lá mà ở cái cây đây, cái cây giống nhỏ này. Đó, các bác nhìn không? Đó. Đây, thân của một cái cây mới lên với một cái cây lá nhỏ, các bác nhìn không? Đó, thấy không? Các bác chỉ tưởng tượng cây nhỏ chứ không phải là không lấy được, cây gọi là cây nhỏ thôi nó vẫn lấy được, là lượng lấy được ít, còn như cây trung bình thì nó cũng lấy được là 50 50 57, còn cây lá to là lấy được 100%. Em nói chân thành với các bác là như thế. Đây các bác nhìn này, đây như cây trung bình đó, nó phải như này là lấy được tất này các bác này. Đó như cành này, cành này là cành này đạt đó. Đây xin phép các bác luôn này, như đây, như cành này, một lá, hai lá, ba, bốn, năm, sáu, bảy, bảy lá này. Đây một gang, hai gang, trên 50 phân các bác. Đây chỗ chiều rộng này chắc nó được khoảng 8 đến 10 phân thôi, nhưng mà như này là lấy được hết cái lá, những cái lá này nhá các bác nhá, lấy được hết nhá. Này đạt hết đây đó, đấy là các bác phải hiểu như vậy, là hiểu giúp em như vậy là tốt. À thế thì tí nữa em về em cũng lấy mấy cái cây này đi trồng. Thế thôi, nó đơn giản, nó từ cái cây này thì chọn là em chọn lọc như thế.
cây giống nhá. Đây các bác thích không? Các bác nếu mà các bác không tin thì em có thể, nếu mà làm không tâm thì một cây lá nhỏ này em cũng nhổ cái cây này đây. Đó, đánh vào bầu cho các bác phân biệt đối với cái cây lá to này. Các bác đây nhá, các bác để ý nhá, lúc nó còn nhỏ khó phân biệt. Đây cây này nhá, cây này nhổ tí em phải lấy đi chứ. Đây đây cây lá to này, cây lá nhỏ này, đó các bác cứ phân biệt đi ạ, không thể phân biệt được đâu các bác ạ. Đó nên là em cũng chỉ có gì là quay chia sẻ thực tế, bây giờ hy vọng ra đến bên kia để đỡ tốn thời gian của các bác. Em vừa đi vừa tạm dừng, các bác thấy không, rừng tự nhiên trơ trụi hết rồi, 1-2 năm tới nó còn khan hiếm hơn nữa. Rồi đúng cái khu vực này rồi các bác, khu vực này nhá, khu vực này là khu vực em chọn để lấy cây giống là được ở cái đoạn này các bác. À, các bác thấy không, hiện tượng là bây giờ xin chia buồn với bản thân em là hoa nhiều lứa hoa, nhưng mà đây lứa này cũng vẫn còn non. Ui, bị thương rồi, còn những lứa này nó ra hết rồi. Đây cây vẫn ở kia, những cái mọc ở rừng tự nhiên các bác ạ. Các bác chớ mà mong đợi ở cái rừng tự nhiên, đây là rừng tự nhiên, rừng phòng hộ, người ta không cho khai thác đâu. Mà bây giờ cây nó đã bị chết cây và không biết khi nào nó mới tái được sinh. Mà bây giờ trâu bò của dân này, mọi người nhìn này, đó đi đường nó như này thì con trâu con bò nó rất thích ăn cái lá này, lá cái giang mà, thì nó là ở đây chả có cây cỏ nào nữa ngoài cái giang để nó ăn. Đây. Đấy lá ít nhất phải như này các bác nhá, đó như này là lấy được rồi, ok đấy. Đó các bác nhìn này, để em tiến lên này thì phải đi chọn như thế, chứ không phải đi em đang nói nhá, em đang nói là em không nói cụ thể là ai, không là đụng chạm đến anh em bán giống, bởi vì là có rất nhiều anh em ấy cũng có kinh nghiệm và có chia sẻ là và có đảm bảo giống. Các bác cứ lấy giống ấy, các bác cứ phải đảm bảo cái nguồn gốc người ta đảm bảo cho mình đó. Ví dụ như em nói luôn, phải cất công lên đây. Đây đây vẫn còn sót một cây này, lên không có hạt thì chỉ nhổ những cây như này đi đánh vào bầu thôi. Cái này, nhổ như này là không thể sống em à. Lát nữa, bởi vì ở chỗ này gần như là mất định vị các bạn, chỗ này là sóng không có, mọi thứ không bất ổn. Để em chặt một cái cành này xuống nha, cho các bác xem nhé. Đây các bác thấy không, đó như này là ok rồi, như này nó được khoảng 10-12 phân rồi mà đẹp như này, đẹp như này, cứ đẹp như này đó, cứ ú như này thì chả có ai mà chê. Này là tranh nhau lấy này, như này là khách hàng tranh nhau lấy nhá. Lá cứ trồng được như vậy, cái giống như vậy là ok, thấy không các bác thấy không. Đó thì bây giờ lát nữa, nhưng mà cây này các bác nhìn thấy không, cây giống nó khá là khan hiếm không. Đấy nên là nói thật ra em còn lỡ bao nhiêu vạn cây giống đối với mọi người, không dám hứa, nhưng mà đại thể là bây giờ thế này đi. Em vất vả lên thì là ít nữa nhá, những cái cành này nhá, nó ra sau nó vẫn cứ ra hoa nhá, thì cứ vẫn phải chờ những cái bọn này ra thôi. Hoặc là em phải đi nhổ, hoặc là có mấy cây, em có mấy cây giống, mấy nhóm, mọi mấy nhóm. Ví dụ đây em gọi là một cây, nhưng mà cây này nó có thể trải dài quanh quanh cái khu vực này. Và bây giờ các bác có thể lên rừng ấy, nếu mà các bác không có kinh nghiệm, các bác cứ lên mà thấy cây con là các bác nhổ ngay cả cây bên cạnh này em không lấy đâu, chân thành là như vậy đấy. Rồi em cũng hy vọng là mọi người cứ bình tĩnh nhá, hôm nào em có giống ấy em về em sẽ làm cái video và em sẽ quay bảo đây rồi, cây giống đây rồi là em quay lên thì up lên. Hy vọng là mọi người nhớ ấn nút đăng ký kênh, bác nào chưa đăng ký kênh ấy, còn bác nào không quan tâm thì cũng thông cảm cho em, bởi vì làm cái video muốn chia sẻ những cái gì thực tế nhất. Nếu mà tất cả anh em đã được làm lá giang và làm và chưa làm nên tìm hiểu thật kỹ, và những bác nào đã làm rồi em tin chắc là những bác đấy thừa biết là giang có 3 loại, loại nhỏ không thể lấy, và một loại trung bình, và một loại lá to. Còn đất và thổ nhưỡng xin trả lời luôn với tất cả các bác là vùng này vùng kia có hợp không, em vẫn cứ trả lời qua Zalo cũng ok. Mà hơn nữa thì trồng với diện khoảng cách như nào thì em cũng
chưa dày dặn kinh nghiệm, nhưng mà em đi được rất nhiều nơi và gặp được rất gọi là được rất nhiều anh em ủng hộ để chia sẻ. Thực tế là chưa được quay nhiều video, nhưng hy vọng tiến tới em sẽ quay thật nhiều video để chia sẻ cho anh em là với vừa làm vừa vừa học hỏi các bạn. Thì là đất bằng thì mình trồng với khoảng cách như này như này, đất dốc là như này như này, để cho nó làm sao cho nó hiệu quả kinh tế. Bởi vì là cái cây này nó không có gì là mới, nhưng mà cũng không có gì gọi là cũ cả nhé, cũng không gọi là cũ. Nếu mà nói mới thì nó không mới, nhưng mà nó nói cũ ấy thì nó đại mới với những người chưa biết, mà nó đại không cũ đối với những người đã từng biết cũng không có. Đại thể em không biết nói sao, giải thích ra sao cho nổi. Đại loại là hôm nay em lại tiếp tục lên. À này, phát hiện ra được cái cây này. Đó, bây giờ lên đến đây, cái cây này cũng được này các bác này. Đấy, cây này này, đó, cây này em sẽ tiến hành chặt lá, em sẽ nhổ mấy cái gốc này về em đánh bầu luôn. Đấy nhá, em. Thôi, cứ chặt này. Đó. Cho bác xem luôn, đây. Như cây này là đây, độ rộng là quá ổn rồi. Phải mười mấy rồi các bác. Phải mười mấy rồi. Đây, đấy là như cây này là ổn rồi. Cũng được đó. Ui rồi, lá này chắc cũng phải được 15 16 15 16 này các bác. Các bác nhìn không, nhìn một bàn tay con trai nhá, mà đặt mất một nửa như này. Gang của em là 21 này, các bác nhìn này. Chỗ từ đây ra đây là 16 nhá, nhưng mà ở đây em đo được khoảng này, để em đo em thuận cái trai. Cái gang cái chiều này của em là được 16 này, nhưng mà còn cái chiều này 21 này. 16, 17, 21, em đo cho các bác. Đây, 2. Khó quá này. Thử đã. Bác cố gắng để em đặt vào xem. Đó, từ bên này sang bên này là của em là 21. 21 mà bây giờ sang đến nửa bên này thì là 21 bên này. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Cho đến chỗ này nó rơi khoảng 14, 15 thôi các bác. Mỗi cái lá này được khoảng 14, 15. Các bác thấy không? Đó. 14, 15. Thế này là xếp vào hàng A, 12 đã hàng A rồi các bác. Thế thì cây trên nữa cũng vậy nhá. Thì thế thì cây này xem nhá. Thế xem cây giống này. Ở bên ngoài thì xin thưa với các bác là thứ nhất là họ đi lại này. Thứ hai là châu bò ăn hết rồi. Thì ở dưới này. Đó, dưới này. Dưới này còn sót lại nhá. Các bác thấy không? Những cái cây mà em trồng đấy, những cái này chắc chắn hạt này là rất lâu rồi, nhưng mà nó không thể lớn được, nó cớm như thế này, nó cớm. Đây sẽ nhổ để đánh những cây này về trồng. Đây sẽ đánh những cái cây này về cho vào bầu, có thể cấp giống cho các bác, nhưng mà phải đợi đến một tháng hoặc tháng rưỡi để nó hồi sinh lại. Hoặc là em cũng sẽ lấy cái cây này về em trồng trực tiếp phục vụ cho bản thân gia đình, thế là đảm bảo. Còn các bác cần giống thì cũng phải chờ em cái này đó. Còn muốn chờ thêm cái giống hạt thì cũng phải chờ thêm một tháng hai tháng. Còn các bác không muốn chờ thì ở đâu cũng có bán rồi. Các bác cứ tin tưởng chỗ nào thì anh em bán chỗ nào thì lấy chỗ đấy cũng được các bác. Bởi vì cũng không phải mỗi mình em làm giống, để có nhiều anh em làm giống nên là người ta cũng có kinh nghiệm làm, thì các bác tin tưởng thì các bác lấy. Còn không tin tưởng ấy, không biết một tí gì ấy, em cũng khuyên các bác là phải cho người ta ký kết đảm bảo nhá các bác nhá. Kể cả lấy ở chỗ em cũng cần, các bác muốn em đảm bảo về cái giống, không thì đến lúc trồng lên nó nhỏ bé tí thì đem về giả em cũng được. Và em hoàn lại 100%. Đây, những cái hạt này tay em vẫn bị đau. Cái hạt này là hạt mầm tương lai. Đấy, bởi vì cây nó chưa chết hết thì nó vẫn có hạt mầm tương lai. Những cây này, những lá như này lấy được hết rồi, không sao. Lá to đấy nhá, không phải bé đâu. Đây thì ở cánh rừng này này thì là nó chiếm được khoảng 50-50. 50 lấy được, 50 không lấy được. 50 vứt đi, 50 lấy được các bác nhá. Thì thôi, bây giờ dài dòng quá, em cảm ơn tất cả các bác đã lắng nghe và chia sẻ. Và xem đi, nếu không hiểu thì kết bạn Zalo với em để tìm hiểu thêm. Ok, thì em luôn luôn sẵn lắng nghe. Thì em sẽ ra đằng này lấy cây tải và em sẽ đi chọn lọc theo 5 lần 7 lượt lên đồi. Với cái kinh nghiệm đi đồi, và hôm nay một mình em ở rừng hoang vu. Nếu mà có beo có cọp nó đến nó dọa thì em cũng làm vó tòng luôn. Một tay và một con dao, còn mỗi con dao các bạn. Đó, thế thôi. Nhá, có mỗi con dao và cái bánh mì và cái lon nước, cái bánh tẻ đã ăn rồi. Nguồn năng lực nguồn calo cạn kiệt dần rồi, giờ đã là 3 giờ chiều.
làm thế nào làm, lấy trong đi mất mấy tiếng, lại lấy khoảng 30 phút một tiếng thôi, chọn những cây mà đẹp đẹp như dưới này. Đẹp, chọn được những cây đẹp rồi lấy về đi dọc đường mất. Nó thực sự là đi đường bộ nữa, leo núi nữa. Mất hơn 1 tiếng, 2 tiếng nữa mới về đến nhà. À, cũng chia sẻ luôn. Có rất nhiều anh em bảo như anh em của em ấy, với mọi người như thế bảo cứ chủ động, rừng tự nhiên có nên không phải trồng, cứ lên đấy mà rồi mỗi lần đi mất 1 tiếng 2 tiếng leo lên đồi mệt đứt hơi rồi đó, năng suất làm việc đâu nó ra hiệu quả nữa, rồi để lấy rồi đấy là rừng tự nhiên ngày xưa nó có đây, thế bây giờ nó không có nữa thì các bác cứ đợi ở đấy mà đợi nhá, không trồng thì ở đấy mà đợi, mà cứ ở đấy mà đợi những cái cây mà nó tự mọc đi, những cái cây này đi nó cớm nó mọc ở đấy, đợi cứ đợi ở đấy đợi đi, thì em cũng hy vọng mọi người cố gắng mà đợi, còn không ai không muốn đợi thì cứ đợi, em thì chỉ đợi 1 2 tháng thôi. À, vẫn còn còn à, muốn đợi đợi rừng tự nhiên mà đi hái thì cứ ở đấy mà đợi nhá, và chân thành thì em cũng có rất nhiều anh em bạn bè thì bán giống rất là uy tín, nên là cần thiết thì cứ liên hệ trực tiếp thì em mới dám gọi là giới thiệu và em dám đảm bảo cho, bởi vì là em thấy cũng nhiều anh em làm giống có tâm lắm, còn có một số ít thôi em thấy là em thấy kể phong phanh thôi, mà cứ lên đấy mà tuốt đấy làm 100 vạn cây, các bác mà hồ giống, alo giống đâu ạ, có liền nhá, rồi ok em xin kết thúc video đây, các bác nhớ đếm gạch thì ném gạch đất gọi là đất ruộng nhá, đừng lấy đất xít đất nung kia về ném em đau lắm, cảm ơn tất cả các bác nhé.